Ý kiến chiến lược gia tiền tệ. Đồng đô la Mỹ chưa sẵn sàng thoái vị ngôi vương trong cuộc đua tăng giá. Đồng đô la Mỹ được dự báo sẽ còn tiếp tục thống trị xu hướng tăng của thị trường tiền tệ trong thời gian tới, trước khi nhường ngôi cho những đồng tiền khác trong vòng một năm tới. Kết quả thăm dò ý kiến của các chiến lược gia ngoại hối do hãng tin Reuters tiến hành cho thấy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ giúp đồng đô la có lợi thế tăng giá trong thời gian 12 tháng tới, được hỗ trợ bởi kế hoạch cắt giảm các chương trình kích thích kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và động thái ngày càng diều hâu của các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của Fed dự kiến sẽ nâng lãi suất vào cuối năm tới. Lợi suất trái phiếu Mỹ đã tăng mạnh, đẩy đồng đô la tăng lên mức cao chưa từng thấy trong vòng hơn một năm qua. Cùng với đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, chỉ số đô la index đã tăng khoảng 5% so với rổ các đồng tiền chủ chốt trong năm nay. Gần một nửa mức tăng đó có được chỉ trong một tháng qua và xu hướng này dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong năm tới. Trong số 54 chiến lược gia được hỏi, có 46 người, khoảng 85%, dự báo lãi suất và trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ mang lại động lực cho đồng đô la tăng mạnh nhất trong số các đồng tiền lớn trong 12 tháng tới. 6 người cho rằng những diễn biến xung quanh đại dịch COVID-19 sẽ là động lực chính. Kết quả từ một cuộc thăm dò trực tuyến khác của Reuters cho thấy, các chuyên gia tiền tệ nhận định rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ tăng hơn nữa so với hiện tại, nhưng sẽ không duy trì được tốc độ mạnh trong thời gian qua. Đây là cuộc khảo sát mới nhất của hơn 80 chiến lược gia ngoại hối do Reuters tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021. Nhìn chung, các chiến lược gia dự kiến đồng đô la sẽ giảm nhẹ so với hầu hết các loại tiền tệ chính trong 12 tháng tới. Thị trường trong thời gian tới sẽ tập trung vào vấn đề lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ tiếp tục tăng nhờ phép cắt giảm nới lỏng định lượng QE cũng như sự phục hồi đang diễn ra của nền kinh tế Mỹ. Tai Hui, giám đốc thị trường châu Á của JP Morgan Asset Management cho biết, theo ông Hui, lợi tức trái phiếu kho bạc sẽ không tăng vô thời hạn. Đến một thời điểm nào đó, chúng sẽ ổn định và tôi nghĩ đó là lúc đồng đô la sẽ phải đối mặt với áp lực giảm nhiều hơn một chút. Và đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn giữ dự báo đồng đô la sẽ yếu đi. Dữ liệu mới nhất của CFTC cho thấy rằng các nhà đầu cơ đã nâng vị thế dài hạn của đồng đô la lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Trong khi các nhà phân tích giữ quan điểm rằng đồng euro và các đồng tiền chính khác sẽ mạnh lên so với đồng đô la trong 12 tháng tới, một quan điểm mà họ đã giữ nguyên suốt vài năm nay. Trong khảo sát mới nhất, họ chỉ hạ một chút mức tăng so với khảo sát cách đây một tháng. Đồng euro ngày 8 tháng 10 ở mức khoảng 1,155 đồng đô la, được dự báo sẽ tăng khoảng 2,3% lên 1,18 đồng đô la trong vòng một năm tới, là mức thấp nhất trong các dự đoán đưa ra về tỷ giá đồng đô la so với đồng euro kể từ tháng 8 năm 2020. Theo đó, 22 trong số 76 nhà phân tích, gần 1/3 cho rằng đồng euro trong tương lai xa sẽ yếu đi. Jane Foley, người đứng đầu mảng chiến lược ngoại hối của Robobank cho biết, tôi nghĩ rằng tại thời điểm này, trừ khi có một sự thay đổi đáng kể thực sự về các nguyên tắc cơ bản, tôi không nghĩ rằng sự điều chỉnh của đồng đô la sẽ kéo dài quá lâu. Trong số các nhà phân tích đã trả lời câu hỏi bổ sung về việc liệu sức mạnh của đồng bạc xanh có đang ở điểm ngoặt hay không, gần 60% các nhà phân tích, 29 trong số 48 người, cho là không. Khi được hỏi khi nào sẽ tới điểm ngoặt đó, chỉ một số ít dự kiến điều đó sẽ xảy ra trong năm nay. Phần lớn còn lại cho rằng sẽ xảy ra từ đầu năm 2022 đến cuối năm 2024. Steve Inlander, người đứng đầu mảng chiến lược tiền tệ của nhóm G10 thuộc Standard Chartered cho biết, những đánh giá về tác động từ bên ngoài đối với tỷ giá đồng đô la có lẽ đã quá mức. Tôi nghĩ bạn nên cẩn trọng, không nên phóng đại quá mức cần thiết những tác động đó. Đồng đô la gần đây giữ vững đà tăng. Chiều ngày 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam, chỉ số đô la index ở mức 94,294, không xa mức cao nhất một năm đạt được vào tuần trước là 94,504, trong bối cảnh thị trường chờ đợi số liệu việc làm mới nhất trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ sẽ công bố vào cuối ngày 8 tháng 10, dự kiến sẽ đạt được khoảng 500.000 việc làm. Đồng đô la tăng 0,3% lên 111,975, mức cao nhất trong tháng này nhờ lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 1,601%, cao nhất kể từ ngày 4 tháng 6. Đô la Australia giảm trở lại trong ngày 8 tháng 10, giảm 0,26% xuống 0,7293 đồng đô la sau khi tăng lên 0,55% trong phiên liền trước.
lùi xa khỏi mức cao nhất kể từ ngày 16 tháng 9 đạt được vào phiên trước nữa là 0,7324 đồng đô la. Đồng bảng Anh giảm 0,16% xuống 1,3595 đồng đô la sau khi nhà kinh tế trưởng mới của Ngân hàng Trung ương Anh Hupil cho biết áp lực lạm phát có vẻ dai dẳng hơn so với dự kiến, củng cố suy đoán Anh sẽ tăng lãi suất vào tháng 2 tới. Đô la Canada vẫn ở mức 1,2548. Báo cáo việc làm không đạt kỳ vọng, phố Wall giảm điểm. Chốt phiên ngày 10 tháng 9, Dow Jones, Nasdaq và SP500 đều giảm điểm. Dow Jones giảm 8,69 điểm, tương đương 0,03%, xuống 34.746,25 điểm. SP500 giảm 8,42 điểm, tương đương 0,19%, xuống 4.391,35 điểm. Nasdaq giảm 74,48 điểm, tương đương 0,51%, xuống 14.579,54 điểm. Cổ phiếu Comcast Core lao dốc sau khi Wells Fargo hạ giá mục tiêu với công ty truyền thông này. Trong khi đó, cổ phiếu Charter Communication giảm sau khi bị Wells Fargo hạ đánh giá từ tăng tỷ trọng về hạ tỷ trọng. Đây là hai cổ phiếu dẫn đầu đà giảm của SP500 và Nasdaq. Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc SP500, bất động sản và tiện ích giảm sâu nhất, lần lượt mất 1,1% và 0,7%. Năng lượng tăng 3,1% với giá dầu chốt tuần tăng hơn 4% vì tình trạng thiếu năng lượng toàn cầu đẩy giá dầu lên cao nhất kể từ năm 2014. Cổ phiếu Chevron và ExxonMobil tăng hơn 2% trong nhóm dẫn dắt SP500. Chốt tuần, Dow Jones tăng 1,2%, SP500 tăng 0,8%, còn Nasdaq tăng 0,1%. Bản lương phi nông nghiệp của Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này trong tháng 9 tạo ra ít việc làm nhất 9 tháng do tuyển dụng tại các trường học giảm và một số doanh nghiệp thiếu người lao động. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 5,2% tháng 8 xuống 4,8%. Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 0,6%, vượt dự báo. Tôi nghĩ Fed đã nêu rất rõ rằng họ không cần một báo cáo việc làm bổ sung để siết hỗ trợ từ tháng 11. Cathy Lien, giám đốc quản lý tại BK Asset Management, New York cho biết, tôi nghĩ Fed vẫn giữ nguyên ý định này. Hợp đồng tương lai về lãi suất liên bang đang tính vào giá trường hợp Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 11 hoặc 12 của năm tới. Nhà đầu tư hiện chú ý đến các vấn đề trong chuỗi cung ứng toàn cầu và tình trạng thiếu lao động. Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 sẽ bắt đầu từ tuần sau. Giới phân tích ước tính lợi nhuận trung bình của các công ty thuộc SP500 tăng 30% trong quý 3 so với cùng kỳ năm trước, theo Refinitiv. Tôi nghĩ đó sẽ là một mùa báo cáo lợi nhuận nguy hiểm, Lee Jong, giám đốc chiến lược đầu tư tại Sophie, New York cảnh báo. Nếu các vấn đề về chuỗi cung ứng đẩy chi phí tăng, một công ty có sức mạnh định giá có thể chuyển phần chi phí tăng đó sang bên khác. Nhưng bạn không thể vượt qua tình trạng thiếu lao động nếu không tìm ra nhân công để tuyển dụng. Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 8 tháng 10 là 9,2 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 11 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.